Thank you.
giờ các thầy giáo cũng có sự đòi quay đầu ra liền. Đi rồi đâu mở thì chui vô cái xà cũ rồi cơ mà không có điểm đến đó chán thì quay đầu đó khi mình chán rồi quay đầu lại là cơ hội vô tới ngay chỗ cái hầm đồ trẻ là mấy cây nữa đó.
cây 2. Bốn cây 2. Dạ, còn cái hầm cổ mẹ thì nó dài có hơn cây ạ. Dạ. Con có vợ con chưa? Dạ con có vợ rồi mà chưa con. Chưa con hả? Dạ. Nó nói vợ con có một chú bắt cóc là anh Khánh ở ngoài Đà Nẵng bắt cóc. Ta có chụp hình với bà xã chú rồi đó. Chú đừng gửi tấm hình để xa nó bụi nhí. Sợ có bộ gì đó đi theo. Chú gì đó. Cười. Đi xíu được uống cà phê rồi.
Đài Lãnh đó chú. Đài Lãnh mình qua lâu rồi. Qua lâu rồi. Dạ, tại Đài Lãnh là nó là cái đường đường bộ kéo với đường hầm á. Chú muốn cà phê thì còn tí nữa viên ghế Ninh Hòa cho chú uống hay là bạn trẻ được không? Ờ, bạn trẻ. Dạ. Chú muốn cà phê quán bây giờ gần biển nha. Dạ, vậy để con chạy xuống gần biển chú uống cà phê. Chứ bạn trẻ muốn cà phê ở trên đường này nó nóng lắm. Xuống gần biển cho chú ngồi. Chưa có bồi nhí à. Chắc cũng không có bồi chú ơi. Dám hả? Dám hả? Để nuôi vợ không đủ rồi có bồi. Nuôi vợ là một chuyện, nhưng mà bồi nhí đó có thể nuôi mình được đó. Vậy vậy á. Tôi phải là tuổi con, tuổi con gì? Dạ con cũng nghe. Hả? Dạ con cũng nghe, tuổi giàu quá. Dạ, dạ. Dạ thì con về kinh tế con rất là tốt. Dạ. Sao bán số rồi. Dạ. Bây giờ không cần gì vô bệnh viện để xe, đi taxi. Sao tìm ra được cái bán số xe, vô bệnh viện để xe phải tìm luôn. Bứng bảy cùng lần luôn. Nó gây lộn lên phá bể luôn cái rúp luôn bể luôn cái rúp luôn bể luôn tập bắt luôn ngập ở nhà bà nhà ngay chỗ cái nhà bà ở chỗ hai đường mà vô nhà Trang đó nhà bà Thành đó cái mình bị nước bong bong chết máy rồi mình nhắc bộ gọi cho một người thôi à, một đám ra kêu thành ra kêu là đội nữ. Chú muốn uống quán này hay là tới mấy cái quán nước võng chút kia ngồi cho thoáng cũng được ở trước đây là
thấy thành phố đợi chờ là biết rồi. Biết là thành phố đợi chờ đó. Cái biển hả? Ở đây là người ta nuôi hào nhiều, nuôi lục biển nhiều. Oh yeah, new.